Vào buổi sáng ngày hôm nay, đang kiếm cách để kiếm 6 người vẫn còn bị mất tích. Đó là trên một chiếc tàu yacht đã bị chìm xuống dưới biển một trăm mấy chục feet ở bên ngoài bãi biển của Italy. Mọi người có thể nhìn thấy đây đó là nói là cái hình ảnh mà trước khi cái tàu du lịch yacht sang trọng này bị chìm. Khi mưa bão kéo tới, thì nó ập vô ngay chiếc tàu, chiếc tàu chịu không nổi bị chìm. Chiếc tàu này, thì khi mà tàu chạy thì ở ngoài biển lúc đó là có 22 người trên tàu. Có lẽ là tàu này đã bị bị lốc xáy ở ngoài biển, cho nên nó đã dìm luôn chiếc tàu. Tàu bị sóng mạnh đập tới và chìm rất là nhanh. lốc xáy quất xuống vài phút đồng hồ thôi là chìm mất tiêu chiếc tàu. Đây là cái hình mọi người xem cái tàu bờm này cao đó cái tàu này là đậu ở bên ý um, anchor đậu bên ý cái tàu này là tàu bờm đây là cái tàu bờm mà mới nhất và già, đen thời mới nhất ngay lúc này đây là nguyên cái bờm cao gì đó đó là cái tàu mà họ đã chụp hình trước khi mà cái chuyện xảy ra thì sau khi đó tàu đậu ở đó khi mà bão đánh tới, một ba lốc xấy nó quất một phát tạo chìm ngay lập tức. Họ lặn ở đây, họ lặn xuống rất là nhiều lần, lặn xuống dưới biển để mà nhìn thấy chiếc tàu phía dưới. Họ kiếm cách để lặn vô bên trong của chiếc tàu coi bên trong như thế nào. Như mà có một cái là bị trục chặt vấn đề, bây giờ đang biển động. Biển động đây càng ngày mưa lớn càng ngày càng nhiều. Theo của Coast Guard nói cho biết là họ đã lặn tới phía dưới rồi, nhưng mà họ chỉ có tới được bên ngoài của cái tàu thôi. Và họ muốn đi lặn vô trong của chiếc tàu thì bị những cái bàn ghế đủ hết nó chặn con đường đi vô cũng không được, rất là khó khăn. hiện tại trong lúc này chiếc tàu nó đang chìm ở dưới biển sâu nhưng mà sâu tới độ đa số những cái thợ lặn ở đây thì họ không có thể nào đi sâu xuống như vậy ở đây là người ta phải lặn xuống rất là sâu nhưng mà lặn xuống rồi thì tới đó gần đó để xem thôi còn muốn vô sâu nữa là phải cần những người thợ lặn tốt hơn rồi cần những cái đồ phải tốt hơn nữa mới lặn xuống dưới sâu được còn nói về mà kiếm được những người chết thì kiếm được một người trong lúc này trong lúc này cái người chủ của cái tàu ngay bây giờ vẫn còn bị mất tích cả luôn người con mười tám tuổi của ông chủ tàu này cũng bị mất tích rồi trong số người mất tích đây, cộng thêm có hai người, Hoa Kỳ cũng bị mất tích. À, đây là cặp vợ chồng, thì cũng bị mất tích trong cái trường hợp này. Có 15 người ở trên tàu thì vẫn còn sống sót khi mà tàu chìm thì họ đã nhảy lên được ở cái tàu mà bằng hơi giật ra vào lúc đó. Ông Captain này là cái người đã cứu những người đó. Chúng tôi đây thì cứu những người đó lên cái tàu nhỏ của chúng tôi sau khi đó là đưa lên cái tàu lớn. Rồi, rồi chúng tôi giúp đỡ cho họ cho tới lúc mà cứu Score tới để mà à, chở họ đi. Đây là của đài báo cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Hồi tối hôm qua, ông Obama, người đứng lên phát biểu, đưa lên nói đó là Hoa Kỳ cần một cái sự thay đổi. Và ông ta đưa qua nói là bà Kamala sẽ làm được những gì. Obama phát biểu nói, Hoa Kỳ trong lúc này đang sẵn sàng có một cái chương mới. Hoa Kỳ trong lúc này thì sẵn sàng có một cái cốt truyện mới khá hơn. Chúng tôi đây sửa soạn hận sẵn sàng cho bà Kamala Harris. Trump, Obama nói ông Trump, ông Trump là cái người coi bản thân ổng là tốt nhất cao hơn tất cả những người trên Hoa Kỳ. Obama nói có một người 78 tuổi tỷ phú triệu phú. Người đó không có ngừng rên la cái chuyện mà người đó đang bị xảy ra. kể từ mà người đó đi đi xuống cái thang máy 9 năm về trước. Of, of and... Liên tiếp là đủ chuyện xảy ra hết trơn đó. Rồi khóc lóc, năn nỉ, rồi nói cái này, cái kia. That, rồi trong lúc này bắt đầu càng ngày càng tồi tệ thêm nữa, đó là người đó sắp sửa thua thua với bà Kamala. Ông Obama cũng nói, ông Trump là một cái người nguy hiểm và rất là hiểm ác. Obama phát biểu nói, những người này nó có cái từ ngữ tên của những cái người mà giống như hồi nhỏ bị người ta đặt đó là một người rất là không có bình thường đưa ra nhiều cái suy nghĩ quái đản và người này giống như lúc nào cũng suy nghĩ một cái quái đản gì đó về cái số người mà tới coi ông ta hay ủng hộ ông ta Obama nói tới câu đó, nói cái từ mà quái đảng thì ai ở dưới cũng cười và người ta vỗ tay. Đây là cái người đó tiếp tục có nhiều chuyện lắm, tiếp tục tiếp tục như vậy. Và còn nhiều nữa. Và Obama cũng đưa ra cảnh báo cho tất cả những người trên Hoa Kỳ. Đừng có coi thường những gì mà ông Trump trong lúc này. Obama phát biểu, tới ngay lúc này, đó là cây đuốc đã truyền quan. Đây là phải tùy theo tất cả chúng ta thôi, chúng ta phải đấu tranh đấu tranh cho cái nước mỹ mà chúng ta tin tưởng nó như thế nào mọi người đừng có coi thường nó lần này đó là một cái sự đấu tranh còn nói về cái chuyện mà lâu lâu mới hiếm có chuyện này xảy ra đó là bà vợ của obama trở lại trên sân khấu đưa ra nói về cái chuyện chính trị. Bà vợ của Obama nói, Hoa Kỳ, chúng ta những cái hy vọng đã trở lại. Và bà đưa ra nói về ủng hộ bà Kamala. bà ta phát biểu nói bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala đưa ra cho chúng ta xem những gì ở trên Hoa Kỳ chứ không có phải là làm cho ghét nhau ở trên Hoa Kỳ. Đó là chúng ta sống trong cuộc sống, đó làm sao cho nó công bằng với nhau. Và bà cũng nói là hiện tại trong lúc này biết rõ ràng, biết rõ ràng như thế nào khi mà đứng mà bị ông Trump tấn công liên tục đủ hết. Educated, bà ta nói, ông Trump, đó là cái cách ổng suy nghĩ, ổng đang bị đe dọa. ổng đang bị đe dọa, đó là hai cái người mà chịu khó làm cho giúp đỡ những người dân trên hoa kỳ hai người đó là hai người da đen tôi đây muốn biết về chuyện này và có ai mà nói cho ông ta biết á là hiện tại trong lúc này cái mà ông ta đang muốn kiếm cái việc làm đó là việc làm đó là việc làm cho người da đen hay không khi mà bà nói tới câu đó thì người ta ở dưới người ta vỗ tay quá trời luôn à. và uh, ta hiểu biết rõ ràng đó là đa số những người trên hoa kỳ là không có bao giờ mà làm sao mà bước lên một bước nữa đó cho tốt của tương lai và đa số những người trên hoa kỳ cũng biết rõ ràng chúng ta không có thể nào mà giàu có giống như những cái người mà giàu có được chúng ta chỉ cố gắng thôi và bà và ông obama cũng nói đó là những người trên hoa kỳ ráng phải cố gắng không cần biết là đảng dân chủ hay như thế nào cũng phải cố gắng và bà cũng nói chúng ta không thể nào mà lúc nào cũng nghĩ là tất cả mọi chuyện đều tốt hết trơn, đi đâu ra đó không có chuyện đó đâu. Chúng ta gặp nhiều chuyện khó khăn. Và bà cũng kêu gọi mọi người nên làm gì đó. Bà nói là những người mà nằm trong đảng hay không trong đảng gì đó đừng có bao giờ cảm thấy là khó chịu nói là tại vì không có ai mà gọi điện thoại tôi kêu tôi ủng hộ gì hết đừng bao giờ suy nghĩ như vậy giống như chúng ta sẽ không có thời gian không có thời gian để mà làm những cái chuyện ngu xuẩn như vậy thì chúng ta cứ ngồi đợi hoài thì không có được tất cả mọi người là tự bản thân của mình biết mình nên làm những gì đây là giống như mà cái mà mọi người được hỏi giống như tôi là um, Michelle Obama cũng hỏi mọi người và tôi không phải là hỏi không, tôi kêu mọi người nên làm một gì đó cho Hoa Kỳ. Hồi tối hôm qua, nguyên một cái tranh luận lớn, nguyên một cái phát biểu lớn đủ hết, đó là muốn đưa ra giới thiệu bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho tất cả mọi người biết bà là người như thế nào. Ra làm sao. Đối với người chồng của bà Harris thì nói bà ta là một người, người anh hùng, một người đứng chung với tất cả. Bà ta chỉ dẫn cho chúng ta những cái gì mà chúng ta đã từng biết. bà ta sẵn sàng để trở thành cái người đứng ở trên Hoa Kỳ để mà đưa đất nước bước lên đối với bà ta thì bà ta đem tới có nhiều cái là thử thách mới và cũng nhiều cái hãy làm cho mọi người rất là vui vẻ bà ta trở thành thành một người tổng thống rất là tốt của tương lai. Và chúng ta sẽ hãnh diện về những gì bà làm. Và chồng bà cũng nói là về bà à, Kem là làm vợ như thế nào đối với trong gia đình. Bà Kem là lúc nào cũng vậy, vẫn lúc nào cũng đứng chung với gia đình của chúng tôi. Ôi, con gái của tôi và tôi đây biết rõ là bà ta cũng đứng chung với mọi người với gia đình của mọi người bà Campbell Harris lúc đó đang trên máy bay đây là trên máy bay của Air Force Two lúc đó đang coi trực tiếp trên máy bay Lúc đó là bà ta đang đi trở về từ bên Wisconsin. Đây là bà tới Wisconsin, mà Milwaukee đó, thì bà phát biểu ở một bên, còn bên kia thì đang có cái lễ hội một bên. Khi mà hai bên như vậy thì lúc đó thì, thì giữa hai bên cái sân khấu thì có màn ảnh lúc đó thì chiếu bả bên đây và bên kia thì cùng một lúc với nhau cho nên lần này giống như bả đi vừa hai bên để kéo cho nó càng tưng bừng thêm nó càng khác với những cái gì tranh cử từ trước tới bây giờ ở Milwaukee thì có cả ngàn người, người tới để mà dự ủng hộ cho bả cho nên đông nghẹt giống như ở bên kia cho nên tính ra hai bên đều đông nghẹt cùng một lúc. Cái chỗ này là cái chỗ mà lần rồi mà ông Trump cũng được người ta đưa lên trở thành là người đại diện đi tranh cử tổng thống dân Hoa Kỳ ở chỗ này. Tới ngày hôm nay thì bà phó tổng thống Hoa Kỳ tới đây thì là đông nghẹt giống y như của ông Trump mà lần rồi của đảng, đảng Cộng Hòa thì đảng Dân Chủ cũng đông nghẹt ở đây rồi đông nhạc bên trực ca thì hai bên nó giống như ta nói là cái kiểu tranh cử mới đó ok đó là của đài báo cho biết nha Let's go oh, kiểu tranh cử mới <laughs> tranh cử thời đại mới đó còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay đây là của đài cbs báo cho biết Trong lúc này, ông Trump ông muốn trả lời đi tranh cử ở ngoài trời sau khi cái chuyện xảy ra bị ám sát. Ông Trump là muốn đi tranh cử ở ngay cái thành phố Battleground chỗ này ở bên North Carolina. Theo được báo là từ Secret Service cho tới đủ hết, làm đủ cách, Lần này đó là Secret Service đưa ra là cho đồng ý, ý là cho ông Trump đi tranh cử gắn những cái kiến, đây là kiến chống đạn xung quanh chỗ ông Trump. Và những cái chỗ nào mà event ở ngoài trời thì ông Trump sẽ được gắn những cái kiến chống đạn kiểu như vậy. Ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy được cái gắn kiến chống đạn lên như thế nào. Ông Trump nói là ngày hôm nay ông sẽ đứng lên phát biểu nói về cái chuyện mà của lính trắng. Ở ngay chỗ này đó là có rất là nhiều chỗ lính lớn của trên Hoa Kỳ. Đây là nằm bên North Carolina. Cả luôn cái tiểu bang này hai đảng, hai đảng đều nghĩ là tiểu bang này là rất là quan trọng, có thể chiếm được tiểu bang này trong vòng tháng 11 sắp tới đây. North... Tới trong lúc này nhìn thấy giữa hai bên các poll đưa ra về người ta ủng hộ, thì ông Trump hơn bà phó tổng thống Hoa Kỳ hai điểm, Carolina. nằm ở bên tiểu bang North Carolina. Đây là nằm bên North Carolina thì nhìn thấy ông Trump hơn đó. Hai bên cách nhau thì không có xa chỉ có hai điểm thôi. Ông Trump ngày hôm nay đi tranh cử ở bên North Carolina đã có ông JD Vance chung với ông. Trước lúc đó mà tới đây thì họ đã ngừng lại nằm ở bên Navarra. Nói về cái chuyện lần rồi mà bị ám sát, ông Trump thì ngay bây giờ họ đang điều tra đủ chỗ hết trơn đó. Trong lúc này FBI, Secret Service rồi US Service đủ hết điều tra về cái chuyện của ông Trump đó là của đài báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngầm này ông trump thì trong lúc này cũng tới bên michigan để mà tranh cử trong lúc mà của đảng dân chủ đang có cái lễ ở bên đây ông trump nói về cái chuyện mà crime xảy ra trong thành phố chuyện crime xảy ra đối với phụ nữ ở trong thành phố đây là của đài abc báo cho chúng ta biết ngày hôm nay ông trump nằm ở bên battleground michigan ông ta đang kiếm cách làm sao để lấy đi những cái sấm sét đang nằm phía bên kia bên bà Kamala. Ngày hôm nay ông Trump đứng lên phát biểu nói về cái chuyện crime trong thành phố. Ông Trump nói bên Michigan người ta không có thể nào đi ra ngoài đường mua một khúc bánh mì nữa, tại vì đi ra ngoài đường mua bánh mì sẽ bị bắn chết à bị quýnh rồi bị hãm hiếp ngoài đường à, bị hãm hiếp bị bất cứ cái gì ở ngoài đường mọi người cũng nhìn thấy tôi cũng nhìn thấy bây giờ phải cần thay đổi nhưng mà nói về cái chuyện mà người ta xem xét về crime xảy ra trong thành phố thật sự ra crime xảy ra trong thành phố trong lúc này đang giảm xuống là 69. Ở 69 triệu bang trên khắp Hoa Kỳ. Đó là số người cram trong thành phố thì nó được giảm xuống rất là nhiều, 17% cộng luôn homicide. So cũng cùng thời điểm hồi năm rồi tới bây giờ thì ngân năm nay là được giảm Ông châu Biden nói về chuyện này khi mà phát biểu. Ông Joe Biden nói về trên Hoa Kỳ về cái chuyện mà giết nhau mơ đờ đủ hết thì nó giảm xuống nhanh hơn từ trước tới bây giờ nằm trong lịch sử. Rồi về cái chuyện ấu đã quánh nhau đủ hết thì nó giảm xuống từ trước tới bây giờ 50 năm rồi chưa có thấy giảm. Và ở trên Hoa Kỳ và cái chuyện mà quánh nhau thì tất cả những cái đó sẽ tiếp tục giảm thêm. Office, đó là khi chúng ta đưa một người thẩm phán vô trong chính phủ của Hoa Kỳ làm, làm chứ không có phải đưa một người tội nhân vô trong chính phủ của Hoa Kỳ làm. Còn nằm ở bên Michigan thì ông Trump cứ đưa ra nói là crime ở trên Hoa Kỳ rất là nhiều, đều cứ liên tục xảy ra, rồi đủ hết những tội phạm xảy ra ở trên Hoa Kỳ thì cái này cũng là một điểm rất là quan trọng. Rất là quan trọng, ông ông ta coi đây là làm sao để kéo những cái phiếu bầu, đó là có một số người coi chuyện này quan trọng. Giống như những người phụ nữ trên Hoa Kỳ coi crime rất là quan trọng cho nên kiếm cách làm sao kéo những người phụ nữ để mà ủng hộ cho ông ta. Ông Trump đứng nói đó là những người phụ nữ nằm trong thành phố ở đây bị cram. Ông Trump cũng nói những người, người phụ nữ nói là uh, họ không có thích Trump nhưng mà cái đó là nói giả thôi làm gì có chuyện đó. À, tại sao những người phụ nữ không có thích tôi tôi là cái người mà làm cho an toàn cho tất cả trên đường phố cho phụ nữ mà à, tôi hy vọng là họ thích cái tánh tình của tôi à, tôi có một tánh tình rất là tốt à, nhưng mà đối với tôi thì, thì tánh tình cũng không có quan trọng cho lắm về tất cả Uh, họ muốn được an toàn thì tôi là cái người giúp cho họ được an toàn go đó là của đài ABC báo cho chúng ta biết nha Còn đây là của đài uh, báo tìm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay đây là của đài, đài um, ABC News báo cho chúng ta biết <laughs> mấy cây cầu mà của bên nước Nga lính tráng có hồi lúc trước để mà đưa ra vận chuyển hàng hóa tấn công qua bên Ukraine đã bị hủy bỏ rất là nhiều cây cầu. Trong lúc này thì nước Nga đang làm đủ cách hết, đó là làm luôn cây cầu giả để băng ngang ở đây để cho lính tráng đi qua. Nhưng mà kết cuộc thì bị Ukraine nhìn thấy ở gần ở đây, Ukraine đã cho một cái drone cầm chất nổ lủi xuống ngay chỗ đó bẩy banh cái đầu mà cây cầu đang ráp lên. Cây cầu này đó là nước Nga dùng giống như những cái phao nổi làm cho cây cầu hồ nổi ngay lúc đó để đi qua bên kia nhưng mà kết cuộc cũng bị du quan nhìn thấy từ trên không. Lũi rơm xuống nổ banh cái cây cầu mới đang sửa soạn xây lên. Đã gần hơn một tuần rồi, lần đầu tiên Putin ngày hôm nay ngồi trên hợp báo mới chịu chấp nhận. Đó là Ukraine đang nằm ở trong nước Nga đến trắng của Ukraine đang tấn công vô Nga. Lần này mới chấp nhận về chuyện này. Theo Putin nói là đứng ra hứa hẹn là sẽ hãy à, chả đũa ở bên kia phút tình kêu những người dư khoen tấn công qua bên nước nga những người này đó là những người tội phạm giống như quậy phá gì đó tấn công qua ngay lúc này những người dân của bên nga thì càng ngày càng lo thêm nữa không biết chuyện gì xảy ra cô này nói những nhiên là tôi lo rồi Tôi đây có một đứa con. Và ngay bây giờ tự nhiên chiến tranh gì đó đang xảy ra ngay đây. Tôi đang rất là lo. Ông Eagle này thì nói là những cái giặc bên kia là phải hãy diệt họ cho xong. Nhưng mà thật sự ra những cái người đang nằm trong triệu cổ đó là những người dân của Ukraine đang nằm ở trong nước Ukraine. Cặp vợ chồng này sống gần ở ngay biên giới của bên nước Nga và Ukraine. Ngày hôm nay thôi, thì cái chỗ nhà của cặp vợ chồng này bên Ukraine đã bị bơm nú quốc xuống là 9 lần, 9 lần trong một ngày. Đài nói Cặp vợ chồng này nhìn xung quanh đây nè, có còn khỉ gì đâu à. Nó quốc xuống tan tành nhà cửa hết trơn rồi. Ngay bây giờ, hai người đang ở ngay cái chỗ này, cái chỗ rất là nguy hiểm mà nhà cửa cũng hư hại rồi. Ngay bây giờ đang có chiến tranh giữa hai bên mà. Tại sao mà hai người vẫn còn sống tiếp tục ở đây để làm gì? Họ trả lời, đây là mảnh đất của tôi, mảnh đất của chúng tôi, chúng tôi không muốn đi đâu hết trơn đó. Says, Tại sao mà tôi phải đi rời khỏi chỗ này?" Theo bà Elena nói. Đây là đất nước, đất nước yêu quen của chúng tôi mà, chúng tôi phải ở lại thôi. Đó là của Đài MBC News báo cho biết. Gia yeah, có chết đi nữa, lại gọi là ôm cái mảnh đất của họ đó, cái bà I die, die sao go. Yeah. chết thì chết thôi đó không đi đâu hết á đã sao this. còn đây là của đài CBS coi còn giờ không? There we go, còn chút xíu giờ cho luôn nha. Đây là của đài CBS báo tìm cho chúng ta biết tình ngầm này. Hồi tối hôm qua bà phó ở tổng thống trên Hoa Kỳ thì đang đi tranh cử bên kia. Bà Obama vợ của ông Obama thì có mặt đứng ở trên khán đài đứng ở trên cái sân khấu vĩ đại nói và bà ta đưa ra giới thiệu bà xem là là ai như thế nào như thế nào và bà cũng cho tất cả những người dân dân hoa kỳ có lý do bà phải đấu tranh tiếp tục hoa kỳ hy vọng của chúng ta trong lúc này đang trở lại. Bà, vợ của Obama nói là bà không có biết là bà Kem là như thế nào đã làm sao về cái chuyện mà của bà Kem là bà ủng hộ như vậy hồi lúc trước bà không có biết tới ngay bây giờ thì đâu ra đó. Nhưng mà bà nói là trong lúc này, đó là cái lúc mà phải nên làm, phải ủng hộ. Bà nói, đây là bà cảm giác là bà nên làm những cái chuyện bà nên làm để mà tới đây đứng bác biểu nói với mọi người. Đây cũng nhắc nhở cho mọi người, đó là tới lúc phải làm. Chúng ta đây đừng bao giờ, đừng bao giờ mà bỏ đi cái cơ hội mà của những cái người lớn tuổi, những người của đời trước đã làm, đã làm để cho chúng ta có một cái cơ hội ở trên Hoa Kỳ. Bà đưa ra cũng cảnh báo hiện tại ngay bây giờ về cái chuyện mà đi tranh cử của bà Kem là và ông thêm thì ngay bây giờ cũng bị người ta tấn công đủ hết về cá nhân và bà cảnh báo ố về ông cựu tổng thống Donald Trump. Ngay bây giờ có nhiều người có nhiều người muốn muốn nhìn thấy một cái sự sự thay đổi và cũng có nhiều người muốn đưa ra nói bất cứ cái gì bà Kem là làm, người ta cũng đưa ra ý kiến, đưa ra chỉ trách đủ hết. Và à, muốn đưa ra toàn là nói xạo không, nói xạo đủ chuyện hết và bà ta cũng đưa ra nói về cái chuyện ông Trump hồi lúc trước và kết cục thì chồng bà như thế nào. See, his, his limited, educated... Bà nói hiện tại trong lúc này đó về cái cách nhìn của ông Trump, cách nhìn của ông Trump chỉ có bao nhiêu đó thôi, một chút đó thôi. cho nên khi mà những người hiểu biết thêm, những người ăn học mà hiểu biết thì bị đe dọa về chuyện này. Đó là hai người, đó là bà nói là bà Kamala và chồng của bà hồi lúc trước. Hai người đó là hai người ăn học đâu ra đó và một cái nữa là hai người đó là hai người da đen. Tôi đây muốn biết ai cái người sẽ nói cho ông ta biết có người nào có thể nói cho ông ta biết cái công việc mà ông ta đang dành để mà làm đó là công việc của người da đen obama phát biểu tôi đây sẵn sàng để đi cho dù có thể cho dù có thể tôi là một người mà nói chuyện đó là nói chuyện sao âu Michelle Obama đó là vợ của ông. và ông Obama cũng phát biểu nói những cái lời mà cảm ơn về cái người mà lúc trước đi, đi tranh cử chung với ổng đó là ông Joe Biden lịch sử sẽ nhớ ông joe biden là một người người tổng thống một người tổng thống làm việc đâu ra đó và người tổng thống đó là bảo vệ cho cái nền dân chủ khi cái thời điểm mà cần thiết thì người đó đứng ra để làm tôi đây rất là hãnh diện kêu ông ta là tổng thống. Và tôi đây cũng rất là hãnh diện kêu ông ta là người bạn thân của tôi. Và Obama cũng đưa ra cảnh báo, cảnh báo về ông Trump với tỷ làm tổng thống kế tiếp 4 năm nữa. Obama nói chúng ta đã nhìn thấy cái phim đó hồi lúc trước và chúng ta cũng biết rõ kết cuộc của một cái phim thì nó càng tồi tệ hơn nữa và ông ta cũng nói về của cái người mà trở thành là đại diện của đảng cộng hòa giống như về Hồi xưa, hồi nhỏ, người ta có đặt cái tên. Giống như cái mà hơi khác bình thường một chút xíu, nói về cái tưởng tượng. Và người đó lúc nào cũng rất là quái đảng, cứ coi cái cách mà người ta tới ủng hộ sau đó thì cái gì cũng đưa ra nói được hết á. Hồi tối hôm qua, hết người này tới người khác lên phát biểu ở chuyện. Giống như từ Tim War cho tới ông thống đốc bên Cali đủ hết chân đó, lên phát biểu. Họ nói, đó là họ nói theo cái ý của họ, làm sao để mà tốt cho những người dân sống ở trên Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ và có một số thì những cái người nổi tiếng trong hoa kỳ ok đó là của đài báo cho biết nha rồi tới đây là andy cũng xin tạm ngừng take care be one gặp sau hết bye bye all.